Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 8 với một số tin tức đáng chú ý. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết hợp tác với Nhật Bản là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Hơn 20.000 bộ đội được điều động tham gia chống bão cải tác. Kính thưa quý khán thính giả, hợp tác với Nhật Bản luôn có tầm quan trọng đối với Việt Nam và đây là một trong những ưu tiên thuộc chính sách ngoại giao của Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu như vừa nêu vào ngày hôm qua khi tiếp kiến hoàng tử Akishino của Nhật Bản. Tại buổi tiếp, ông chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cho rằng mối quan hệ Việt-Nhật phát triển nhanh chóng trong thời gian qua, đặc biệt kể từ khi lãnh đạo của hai nước hồi năm 2009 đồng ý nâng mối quan hệ song phương giữa hai phía lên tầm chiến lược. Hoàng tử Akishino của Nhật Bản đến Việt Nam lần này sau chuyến thăm cách đây hơn 10 năm. Tại hai tỉnh Hòa Bình và Hưng Yên, ông tham gia hoạt động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh thái tại đó. Thống kê cho thấy, thương mại song phương Việt Nhật hồi năm ngoái đạt hơn 21 tỷ đô la, tăng 26% so với năm trước đó và dự kiến đến năm 2015, con số này sẽ đạt được 30 tỷ đô la. Việt Nam đưa 20.000 bộ đội tham gia chống bão cai tác, giúp sơ tán người dân ở vùng chịu tác động bởi trận bão này. Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết như vừa nêu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Công Thuận, cho hãng thông tấn AB biết, thành phố Bóng Cái giáp biên giới Trung Quốc là nơi sẽ chịu tác động trực tiếp của bão. Sức gió của bão tại Quảng Ninh lên đến 133 km một giờ. Ngoài 20.000 bộ đội tham gia chống bão cai tác, còn có 8 trực thăng, 72 tàu cứu hộ, 1.000 cano được điều động dự phòng cho những tình huống xấu xảy ra. Công ty Thái Lan xây dựng đập thủy điện Seaburi trên sông Mekong thuộc địa phận nước Lào cho biết họ chưa hề nhận được thông báo chính thức từ phía chính phủ nước này yêu cầu dừng hoạt động xây dựng, theo như thỏa thuận đã ký kết. Viện trưởng điều hành của công ty Kang Chang cho báo giới biết như vừa nêu và được hãng thông tấn Reuters loan tin hôm thứ Năm. Theo người này thì hoạt động xây dựng vẫn tiếp diễn. Chính phủ Lào chưa đưa ra phản ứng nào đối với phát biểu vừa nói. Hồi ngày 13 tháng 7, chính phủ Lào nói rằng đã cho ngừng công tác xây dựng đập sau khi có ý kiến từ phía Việt Nam và Campuchia về tác hại mà đập này sẽ gây ra đối với những quốc gia dưới hạ nguồn con đập. Trung Quốc sẽ chế tạo từ 3 đến 5 tàu sân bay để bảo vệ cái mà họ nói là lãnh thổ biển rộng lớn của họ. Tân Hoa xã loan tin này hồi trong tuần, trích dẫn phát biểu của một viên chức thuộc Hội Nghiên cứu Lịch sử Trung Nga cho biết như vừa nêu. Theo đó, ba tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo sẽ trực chiến và một trong ba chiếc đó để đối phó với tình hình tại khu vực Biển Đông. Một trong những mục đích của việc cho ra đời từ 3 đến 5 tàu sân bay như thế của Trung Quốc còn được nói nhằm phá vỡ sự bao vây trên biển mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Và cuối cùng, thưa quý vị, lực lượng chính phủ Syria hôm qua cho pháo kích vào mặt trận ở mạng Bắc Aleppo. Trong khi đó, chiến sự diễn ra ở thủ đô Damascus vào ngày hôm qua cũng được nói là dữ dội. Tình hình vừa nói tại Syria diễn ra, chỉ một ngày sau khi Liên hiệp quốc công bố nhiệm vụ của nhóm giám sát sẽ chấm dứt vào nửa đêm ngày thứ bảy hôm nay. Nhóm giám sát viên Liên hiệp quốc chấm dứt nhiệm vụ không đầy 3 tuần sau khi có từ chức của ông Kofi Annan, đặc sứ Liên hiệp quốc và liên đoàn Ả Rập về Syria. Hôm qua, Nga kêu gọi triệu tập cuộc họp tại New York gồm các đại sứ Liên hiệp quốc thuộc nhóm được mệnh danh là nhóm hành động Geneva về tình hình Syria. Thống kê của các nhóm hoạt động cho thấy kể từ tháng 3 năm ngoái đến nay Tình hình bạo động và chiến sự ở Syria khiến cho hơn 23.000 người thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói là con số đó chỉ chừng 17.000 mà thôi. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetungviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào trang web của AFA tại địa chỉ achoutuzo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vinami.rfa.org. Diễn Thi và Trân Nhi xin kính chào tạm biệt quý vị.